Anh Bòn, đoạn này á là hai người đối thoại với nhau. Anh Bòn sẽ đóng vai là người đàn ông phụ bạc, còn Nghi á sẽ đóng vai là cô gái bị phụ bạc. Trời, khó nghe. Từ đó giờ tôi có biết yêu ai đâu mà biết phụ bạc. Không có khó đâu, dễ lắm. Anh Bòn á chỉ cần đọc lời thoại thôi, còn Nghi á, Nghi mới cần diễn mà. Ừ, vậy để tôi coi rồi tôi làm thử ha. Ừ. Rồi, Nha. à. Cô đi đi. Cô đi đâu tùy cô, tôi không quan tâm tới cô. Em xin anh à. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không. Ngừng lại Đinh Bòn. Gì vậy? Nhưng mà trong cái đoạn này á không có chỗ để anh hát. Tại tôi thấy nó hợp nên tôi bỏ vô luôn. Nếu không hợp thôi mình làm lại Làm lại đi. nha. Cô đi đâu tùy tùy cô, tôi không quan tâm. Anh à, em xin lỗi. Anh đừng có bỏ em nữa có được Xê không? ra. Trong giây phút chia tay, tim còn ghi lời thề. Na 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 Thằng khùng, na na. làm trò khùng đi gì vậy? Sao tự nhiên cậu chửi tôi khùng? Dẹp đi, dậm gì? Tôi chỉ giỡn cho Nghi vui thôi mà. Mấy cái trò của mày vô duyên lắm. Vui cái gì? Trời ơi, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại nặng lời dính Bòn? Em sao quá thì có. Thằng Bòn chỉ là thằng ở đỡ của anh thôi. Anh là chủ của nó. Ủa anh không được quyền chửi nó hả? Anh thật là ích kỷ, hồ đồ. Nghi, Nghi, Cậu. Nghi, Nghi. Cậu ơi, cậu ba ơi, cậu đuổi theo Nghi đi cậu ba. Cậu đuổi theo Nghi đi cậu ba ơi. Theo đi cậu ba. Nghi, Nghi. Thằng Bòn chỉ là thằng ở đỡ của anh thôi. Có gì đâu mà phải khóc. Nghi, Nghi ơi, Nghi. Bọn ơi, bọn ơi, bọn, bọn ơi, bọn ơi, bọn, bọn. Bon. Sao tao kêu mày không trả lời vậy Bon? Bon. Đồ thằng màu đâu?
Vậy ra anh Bòn cũng là trẻ mồ côi. Ừ. Hoàn cảnh của anh Bòn có nhiều cái giống nghi. Anh Bòn, anh đừng đi. Nếu không muốn ở với anh Du thì đến chỗ ở với Nghi cũng được mà. Nghi quên, đó là chùa của sư nữ sao? Xin lỗi, Nghi quên. Thôi, để tôi đi về quê. Chưa đây, tôi cũng không biết làm gì hết á. Về quê đi làm, còn kiếm được cái ăn. Nghi đừng có lo cho tôi, không có sao đâu. À. Anh Bồn, Như vậy đi. Bố. anh Bồn, Mày định bỏ tao hả? anh đừng đi, anh đừng có đi. Bồ, mày bỏ tao thiệt hả? Tao xin lỗi mày được chưa? Tao xin lỗi mày đó. Mày dám bỏ tao một mình thiệt hả? Anh Bồ, đừng đi. Nghe lời Nghi, ở lại đi. Nhanh, ở lại đi. Tao xin mày đó, mày hãy ở lại với tao đi. Anh ở lại đi anh Bồ. Cậu ba. Bồ. Cậu ba. Bồ. Bồ. Mày không nhớ tao với mày cách máu ăn thề rồi hả? Mày bỏ tao, mày làm vậy có được hả? Cậu ba, mày nhớ gì không? Số tiền bán bưởi lần này á là 57 triệu. So với lần trước là hụt hết nhiêu? So với lần trước á, hụt cũng gần 30 triệu đó ông. Số bưởi còn lại mình còn nhiều không? Mình còn lại khoảng 1/3. Vậy thì ngày mai chú cứ hái hết đi, rồi bán quanh hết cho tôi. Số bữa còn lại còn non lắm ông chủ à. Hay là mình ráng đợi vài tuần nữa đi. Tôi biểu sao chú cứ làm vậy đi. Mai mốt người ta bán bưởi ra, bưởi nó còn xuống giá nữa. Hay là số bưởi còn lại con bán cho hợp tác xã đi Hào. Bà Năm ngồi bà Năm. Bưởi đang mất giá, mình không bán đi còn để làm gì nữa má. Con là người của hợp tác xã, con đem bán cho người ngoài có làm sao đặng con. Mày làm riết rồi tao xấu hổ không dám bước ra đường nữa. Vô hợp tác xã là cũng vô má, chứ con đâu có muốn. À ông chủ à, hay là mình nghe lời bà đi. Số bữa còn lại á, mình để dành bán cho hợp tác xã đi. Thôi chú nín đi. Má tôi đủ rồi còn thêm chú nữa hả? Má má là sao? Đầu hai thứ tóc rồi, phải biết giữ chữ tín chứ. Mày coi gương của thằng Thạch đó, nó đâu có giống mày. Còn ghét cay ghét đắng cái lúc mà má cứ hay đem thằng Thạch ra so sánh à nghe.
Từ nhỏ cũng vậy, cứ có chuyện gì má cứ đem thằng Thạch ra so sánh với tôi. Sao má không bao giờ nghĩ tốt vậy cho tôi hết trơn vậy? Mày có làm tốt đâu mà biểu tao nghĩ tốt cho mày hả? Chuyện gì cũng nghĩ tới bản thân mình không hà, không nghĩ tới ai hết trơn á. Thử hỏi, còn sống như vậy á, mày còn mặt mũi nào mà nhìn bà con chồm xóm nữa hào? Còn vậy đó, má thấy nó tốt quá thì má ưng nó làm con luôn đi. Mày, cái thằng mất dạy, tao hết nói nổi mày rồi. Má, chuyện gì vậy má? Coi nó kìa, nó làm sai rồi mà còn ngang bướng nữa. Trời ơi, nó nói á, tao nhận thằng Thạch làm con đi, ý nó muốn đuổi tao qua nhà ông Sáu ở đó. Ừ. Mình, đó là má nói chứ không phải con à. Mình xin lỗi má một tiếng đi. Tôi làm sai gì mà xin lỗi chứ? Bực mình. Thì mình cứ xin lỗi cho má vui đi. Mình. Mình. Tôi không á. Mình à. Buông ra. Mình xin lỗi má đi mà. Ôi. Trời ơi. Trời ơi. Vợ hai. Ôi. Trời ơi. Bà chủ, bà chủ. Trời ơi. Bà chủ có sao không? Con sao vậy vợ hai? Trời ơi thằng quỷ. Trời đánh mày. Trời ơi. Hai ơi có sao con? Hai ơi tỉnh lại đi con. Hai. Cẩn thận em. Đi từ từ thôi em. Dạ. Em ngồi đây nè. Con ngồi chơi với Trang nha. Để bác ra làm sao nấu cái gì cho tụi con ăn ha. Dạ bác khỏi lo cho con. Con ngồi chơi chút con về mà. Ừ. Alo, dạ con nghe. Ủa, dạ dạ. Dạ dạ, con về liền. Dạ dạ. Có chuyện gì vậy anh? À, má anh bị ngã, rồi ngất xỉu, bệnh tới bây giờ luôn. Bây giờ anh tính sao? Chứ anh phải về quê, coi tình hình mẹ ra làm sao đã. Anh về nghe. Đúng rồi, anh về liền đi. Dạ thưa bác. Dạ, chắc con về luôn. Mẹ con bị bệnh, cho nên con phải chạy về dưới quê. Con về đi, cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ con nghe. Dạ, con cảm ơn bác. Thế bác con về. Ừ con đi. Anh sẽ gọi điện cho em sau. Dạ. Tùy nó thôi. Ở nhà coi chừng nhà nghe. Dạ. Cho em gửi lời thăm cả nhà nha cậu. Ừ. Ê. Rồi Thạch Xanh về thăm má. Không biết Lý Thông giờ đang ở đâu. Ê. Dạ. Nhà tôi có bị sao không bác sĩ? À bà nhà bị bệnh tim. Cần tránh cho bà nhà những chuyện xúc động. Tôi sẽ kê toa thuốc cho bà uống tạm trong thời gian này. Muốn đảm bảo hơn á, đưa bà nhà đến bệnh viện để kiểm tra. À dạ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ không có gì. Dạ mời bác sĩ. Dạ. Con à, thấy trong người sao rồi con? Dạ con đỡ rồi má. Má gọi điện thoại cho tụi nhỏ nó về rồi đó. Má gọi làm gì? Để cho tụi nó học. Ôi, nhảy lên xe tốc hành làm một cái rẹt là tới đây liền hà. Còn như vậy á, má không gọi tụi nhỏ về sao được. Duyên. Duyên à, chạy xuống bếp á, bắt con gà, nấu nồi cháo để chút nữa cậu hai cậu ba về ăn. Đi đi con. Má à, con cũng đỡ rồi. Hay là má gọi kêu tụi nó đừng có về nữa nha má. Bây giờ mà gọi là cũng trễ rồi. Chắc tụi nó về cũng gần tới rồi đó. Xong xuôi, mình làm cái gì cũng rớp rẽn. Hả? Cậu ba. Xong rồi nè cậu. Gì xong gì? Thì hành lý của cậu chứ gì. Trời ơi, hành lý gì? Tao đi đâu mà cần hành lý? Mày khùng hả? Ủa bộ cậu hai không nói với cậu á là bà bị xỉu hả? Có nói biết rồi. Vậy sao cậu không về quê đi? Từ từ đi.
Để tao gọi dì dưới thử coi sao. Alo. Alo anh Hai hả? Má sao rồi anh? Má bị ngất xỉu chứ không sao đâu. Tỉnh rồi hả? Mà sao giờ này chưa về nữa? Thì ngày mai em phải đi kiểm tra cho nên không có về được. Gì? Kiểm tra hả? Thôi được rồi, không sao đâu, để anh lo cho má được rồi. Nhớ nói lại với má nha. Ừ. Thằng Du gọi về hả con? Dạ. Nhưng mà ngày mai nó bận kiểm tra rồi cho nên nó không về được má. Thôi về làm gì, má còn sao đâu. Ủa, vậy là cậu không định về luôn hả? Má tao có bị làm sao đâu, cần gì phải về. Trời ơi, cậu thiệt là. Thiệt là gì mày? Thì thiệt là đứa con quá có hiếu chứ sao. Mày á, coi chừng tao á. Nhưng mà tao đang có rắc rối nè. Ủa, bộ cậu bị nhỏ nào được đánh hay gì vậy? Đứa nào dám được đánh tao? Mới nhận thông báo của trường kìa. Sao? Nghỉ học nhiều quá, bây giờ đang chuẩn bị kỷ luật tao á. Sống phim, giờ cậu tính sao? Không biết nữa. Nhưng mà trước mắt á, là phải đi học đều đặn lại. Đúng á. Đúng cái gì mà đúng? Bây giờ tao đi học đều lại, vậy thì ai sẽ theo Phương Nghi để mà bảo vệ cổ? Ha. Cái thằng cha râu hôm bữa nhìn thằng chả 35 dữ lắm. Hay cậu để tôi đi theo Phương Nghi cho. Bọn này uy tín lắm mà nha. Mà biết sao tự nhiên Phương Nghi lại thích cái nghề đó nữa? Thì Nghi thích nghề này cũng giống như cậu thích làm họa sĩ vậy thôi, có gì đâu. Sao giống được mày? Phương Nghi á, là phụ nữ, sau này á, lấy chồng sinh con rồi, rồi về nhà chồng ở với chồng, chồng lo hết. Cậu nói vậy không có được. Ai cũng có hoài bão cho riêng mình. Giống như tôi nè, tôi cũng có ước mơ của riêng mình. Tại cậu không biết thôi. Đúng rồi, ước mơ hoài bão của mày là trúng số đề đúng không? Rồi sau đó sẽ làm thù đề ở trong tù luôn, đúng không? Cậu ơi, tôi bỏ mấy cái đó lâu rồi nha. Bỏ thiệt không? Thiệt. Vậy thì tốt. Vậy ước mơ là gì? Ước mơ của tôi là trở thành nhà tạo mẫu tóc khét tiếng. Quên, nổi tiếng. Gì vậy? Tự nhiên cái tao tăng xong. Tao tăng xong rồi bọn ơi. Kìa. Nghe xong tăng xong rồi. Cậu này chơi quê tôi hoài. Mấy mốt hả? Tôi nổi tiếng á, tôi không có làm tóc cho cậu đâu. Ráng đi. Má, có cháu rồi. Má ngồi dậy chút cháu nghe. Được rồi, đưa cho anh. Minh à, để đó con Duyên nó làm cho. Con ra ngoài ăn cơm với ba và nội đi. Dạ. Nè, nội đang buồn ba lắm đó. Nói vài câu cho nội vui đi. Con biết rồi má. Nội, vô ăn cơm đi nội. Không đói, con vô con ăn đi. Nội còn giận ba con hả? Ba con nãy giờ ngồi trong bàn cơm kìa, không dám ăn miếng nào luôn, đang chờ nội vô ăn đó. Chờ gì? Nó có coi nội là má nó đâu mà chờ đợi làm gì? Thôi mà nội, nội đừng có chấp ba mà. Chắc tại hồi nãy ba giận quá nên ba buộc miệng nói vậy thôi. Chứ ba lúc nào mà không hiếu kính với nội, hiếu thảo với nội, ba còn dạy tụi con vậy nữa mà. Nhưng mà con dám cá với nội á, bây giờ mà nội vô trọng á, là ba đứng lên khoanh tay xin lỗi nội liền luôn á. Trời, nó mà xin lỗi nội á hả, là mồ nội xanh cỏ hết rồi. Thôi mà,
Con biết nội thương ba lắm mà, đâu có chấp ba đâu, con trai cưng của nội mà. Vô ăn cơm nghe nội. Có con nó nghe. Chứ nội nói trong bụng rồi, nội không có nhìn mặt nó đâu. Đi đi, đi nội. Ở trong ba đói nội cũng sốt ruột lắm chứ bộ. Qua hả? Con đem cơm cho tía hả? Bà Năm khỏe chưa con? Cậu hai về thì bà Năm khỏe hơn, vậy cũng mừng. Chứ bà Năm mà có chuyện gì á thì ông chủ á ân hận lắm á. Đúng là vườn bưởi đang có dấu hiệu xuống cấp, trái nhỏ và ít hơn mọi năm. Hai đứa nhớ hái hết bưởi ha, đừng có để sót. Dạ. Nghe không? Dạ. Dạ ông Năm. Làm đi. Ủa chú Năm. Ủa cậu Hai. Bây giờ chiều rồi vẫn còn hái bưởi hả chú? Lý ra hái từ sớm kìa, nhưng mà kẹt công chuyện nên giờ này mới hái. Nhưng mà con thấy bưởi còn non quá, sao hái được chú? Thì ông chủ biểu hái biết làm sao bây giờ. Đúng là bưởi đợt này vừa nhỏ vừa ít hơn. Con thấy vườn bưởi nhà mình càng ngày càng xuống cấp đó. Không riêng về nhà mình đâu cậu, đây là tình trạng chung của những người trong huyện này mà. Ủa nhưng mà nhà mình đã vào hợp tác xã rồi mà, ở trên không có nói gì xuống sao chú? Chưa thấy nói gì hết trơn trọi á, chỉ đưa ra tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ mà chưa thấy đưa người xuống hướng dẫn. Phân bón cũng không có nữa, giống như là đem con bỏ chợ vậy đó. Ba con cũng biết bán bưởi mà nhỏ như vậy nó rẻ mà còn mất uy tín nữa. Ông giận hợp tác xã nên mới làm vậy. Nhưng mà nói nào ngay á, nếu không làm vậy thì có nước đem bưởi đổ xuống sông thôi, hợp tác xã thì không thu, biết làm sao bây giờ. Với lại ông Hai tính toán vậy đó cũng phải thôi. Ông bà mình đã gây dựng vườn bưởi như vậy, bao nhiêu thế hệ tụi con đã sinh ra ở đây rồi, được bưởi nuôi sống. Nếu như bây giờ mình không làm gì để cứu vườn bưởi, con cảm thấy có lỗi với tổ tiên lắm. Nhất định con sẽ cứu vườn bưởi, nhất định con sẽ làm. Không được, má không đồng ý. Con đừng làm như vậy, má xin con đó. Má, con đổi trường học chỉ vì muốn cứu vườn bưởi nhà mình thôi mà. Vườn bưởi không quan trọng bằng việc con làm bác sĩ. Ba con sẽ phá cái nhà này nếu như con bỏ học trường y. Thằng Du nó đã làm cho má sống trong hồi hộp rồi, bây giờ con còn muốn đổi trường mà không sống nổi đâu Minh à. Má, con nói vậy thôi chứ đâu có đổi trường đâu, con vẫn học trường y mà. Con hứa với má nha, đừng bao giờ bỏ học bác sĩ. Dạ con hứa với má, má yên tâm. Chào ông. Dạ chào bác, chào Trang. Dạ, chào ông. Cái gì đây? Ngại quá, lần trước tôi đụng cô Trang, lúc quay lại thì chiếc xe của cô Trang đã bị kẻ gian lấy mất rồi, nên tôi mua chiếc xe khác cho cổ vậy mà.
Nhưng xe tôi là xe đạp mà. Tôi không nhớ lắm, nhưng mà thôi thì xe đạp đi cũng được mà. Không, tôi sẽ không lấy xe của ông đâu. Em nó đã nói như vậy, ông đem xe về đi. Nếu vậy thì cứ coi như là tôi cho mượn. Đến khi nào mà cô Trang tìm được xe cũ thì thôi. Tôi đâu có biết đi xe máy đâu. Ông để ở đây cũng vô ích hả? À không sao, hàng ngày tôi sẽ đến đây giúp cô tập chạy xe. Đến khi nào cô biết chạy thì thôi. Cảm ơn chú. Chào em. Chào anh. Thôi mình vô đi. Dạ. Dạ chào anh. Dạ chìa khóa của anh đây. Cảm ơn em. Đi em. Alo, chị Tuyền hả? Em Mai nè, em Mai tiếp tân của công ty Hoàng Vũ nè. Em có chuyện quan trọng muốn nói cho chị biết. Em thấy công việc ở đây thế nào? Dạ, cũng rất thú vị. Thú vị là thích đúng không? Nếu mà có cần gì giúp đỡ, em cứ nói anh một tiếng, anh sẽ giúp em. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi, em vào làm việc đi. Dạ. Dạ em chào chị Linh. Chào em. Sao đi trễ vậy em? Ủa, mới 7:30 mà chị. Mọi người đã tới làm việc hết rồi đó, nhưng mà chị kêu đi công việc cho chị rồi. Từ ngày mai á, em phải đi sớm một chút để có thời gian nghỉ ngơi, làm việc mới có hiệu quả. Chị nói đúng không? Chứ em vừa đi tới á, rồi thở gấp gáp như vậy á, làm việc sao được? Chị nói vậy đúng không? Dạ đúng à. Thư, lại đây chị có chút việc nè. Dạ chị. Chuyện gì vậy chị? Em nhìn đi, em coi đi, có làm được á thì em nhận, còn không á thì cũng không sao đâu, cứ nói với chị rồi chị kêu người khác làm. Dạ em làm được mà. Đây là đối tác lớn, công việc của em á là thuyết phục và ký hợp đồng, đơn giản vậy thôi. Dạ. Đơn giản vậy thôi mà làm thế ghê. Phòng marketing nghe đây. Là tôi đây. Dạ có chuyện gì vậy anh? Tôi có một cô em thực tập bên phòng của cô đó. À, dạ em biết rồi. Vì Phương Thư là người mới cho nên là chưa có kinh nghiệm, có gì nhờ cô giúp đỡ nghe. Dạ anh yên tâm. Em chào anh. Cảm ơn. Cần chị giúp gì không em? Dạ không à, em làm được. Cảm ơn chị. Anh Đăng là gì của em vậy? Dạ. Anh Đăng là gì của em vậy? Dạ ảnh là anh của bạn em. Không phải là anh ruột hả? Dạ không. Em yên tâm đi, nhất định cái vai nữ chính lần này anh sẽ dành cho em đó. Anh nói thiệt không? Anh nói thật mà. Chắc anh nói đùa với em thôi. Cô gái nào anh cũng nói y hệt như vậy chứ. Không gì? Có đâu,
Nhưng mà anh nói trước nha, vai diễn lần này á rất là khó diễn. Em á phải chịu khó qua nhà anh để anh chỉ thêm cho. Đến đây anh thì phạm em luôn hả? Em á vừa thông minh vừa dễ thương nữa. Anh lại ghẹo em hoài. Lại một con thư thân tự lao đầu vào lửa. Ai biểu nó ngu nó ráng nó chịu. Công nhận thằng Cha Lâm này cũng dẻo miệng ghê ấy mày. Đâu phải là đạo diễn gì đâu, vậy mà cũng có người bỏ tiền ra cho ổng làm phim mới ghê ấy mày. Dẫu ít dày có móng tay nhọn, mày tưởng mấy nhỏ đó nó không gấu hả? Con nhỏ đó nó không tự nhiên cho cái ngàn vàng đâu, nó cũng lấy lại cả trăm lượng vàng. Thôi em về nha. Ừ em về đi, nhưng mà ngày mai á nhớ đến nhà anh để anh chỉ nha. Ok. Dễ thương quá. Alo. Anh Lâm đây. Tối nay em có rảnh không? Dạ cũng rảnh anh. Anh muốn gặp em để bàn công việc cho ngày mai đó mà. Tối nay em đến gặp anh được không? Dạ được. Mà bây giờ em gặp anh ở đâu? Em tới quán bar gần hãng phim của anh nha. Quán bar hả? Thôi em ngại lắm. Trời ơi có gì đâu mà ngại. Anh có hẹn với một nhà sản xuất ở đó. Em đến sẵn tiện anh giới thiệu cho em luôn. Đến chơi một chút rồi anh đưa em về đi. Người ta là nhà sản xuất muốn gặp diễn viên mà em không đến, sau này á khó ăn khó nói lắm. Vậy thôi cũng được. Nhưng mà đem về nhà chuẩn bị đã. Rồi em tới đó nghe. Dạ em sẽ tới. Dạ rồi bye bye anh. Okay, dạ chào em. Thanh ơi về Thanh. Dung đi về Dung. Ừ để Dung chút. Ủa Thư em chưa về hả? Dạ mấy chị cứ về trước đi. Em còn chút xíu nữa để em làm cho xong. Vậy chị về trước nha. Dạ. Chưa về sao cô bé? Ủa anh đang. Nè em ráng làm thêm á, không được trả lương đâu. Dạ em cũng gần xong rồi, còn chút xíu nữa thôi. Em làm tốt lắm, nhưng mà những số liệu này chưa chính xác đâu. Em nên liên lạc với Linh để nhờ giúp đỡ thêm nha. Dạ có gì để em hỏi chị Linh. Cảm ơn anh. Em sao vậy, cứ mỗi lần giúp đỡ là mỗi lần cảm ơn sao? Thì anh chỉ cho em phải cảm ơn anh chứ. Em đi về hả, hay là để anh đưa em về nghe? Dạ thôi không được đâu anh, em tự về được mà. Sao vậy? Em đi xe máy, anh đi xe hơi, em sẽ đưa về được. Rồi bây giờ nếu em muốn thì từ ngày mai anh tới đó em đi làm nghe. Dạ thôi em say xe lắm nên không ngồi được đâu anh. Em mới biết cách từ chối lắm đó. Chào anh em về. Bên đây nè. Em ngồi đi. Dạ. Chào anh. Anh tới lâu chưa? Anh đến cũng lâu rồi. Nói chuyện với nhà sản xuất cả buổi ở đây nè. Vậy ông đi đâu rồi anh? Ông ấy có việc phải về trước rồi. Nhưng mà không sao, em đừng có buồn. Anh sẽ báo cho em một tin vui. Nữ diễn viên đóng vai chính trong phim của anh sắp tới á đột ngột bỏ vai.
anh sẽ đưa em lên thế giai đó. Em nghĩ sao? Em sợ là mình chưa đủ kinh nghiệm. Không sao, quan trọng á là em có thích hay không thôi. Em thích. Em thích là được rồi. Nhưng mà lỡ nhà sản xuất không chịu sao anh? Có anh ở đây em không phải lo. Nhà sản xuất đã giao quyền cho anh. Bây giờ anh muốn mưa là có mưa, anh muốn bão là có bão. Bây giờ chúng ta nâng ly chúc mừng cho tin vui này. Từ đây con đường sự nghiệp của em sẽ ngày càng thăng tiến. Xin lỗi anh, em không biết uống rượu. Một ly thôi. Em không biết uống thiệt mà. Em làm diễn viên mà không biết uống rượu, lỡ sau này quay cảnh say sưa thì em biết gì đâu mà em diễn. Em nghĩ chắc là phải uống rượu giả chứ anh hả? Anh thật lòng mời em ly rượu này, coi như là em chấp nhận coi anh như là một người anh trai. Một ly thôi. Bây giờ cũng trễ rồi, uống xong rồi mình về. Em nhấp môi nha. Xin lỗi. Hết đi em. Đó, em thấy chưa? Vị cây nồng của rượu sẽ làm cho con người ta thăng hoa lên, đúng không? Em có sao không? Em mệt hả? Em có sao không? Hay để anh đưa em về nha. Năm viên thuốc ở trong đó, nghĩ sao mà em không ngã. Trời ơi. Sau đêm này em sẽ có một vai diễn để đợi. Gì đó? Bạn nói vô. Lẹ. Tính tiền đi ông. Anh cho mượn thoại gọi của ông đi. Tôi cho ông mượn, chút xíu nữa ông phải trả tiền cho tôi nha. Alo, cậu hả? Bây giờ không có ở quán bar nữa mà đi khách sạn luôn rồi. Khách sạn hả?
Ở đâu? Ở khách sạn Tâm Tính, ngay đường Tinh Lửa. Rồi, tao tới liền. Vậy nha. Cậu ba ơi, sao lâu quá vậy? Vậy anh cần gì? Tôi cần tìm một đôi nam nữ mới vừa vào cách đây 10 phút á. Không có ai gì vô hết đó. Có, tôi thấy vô đây rõ ràng mà. Không có mà. Chuyện gì vậy em? Hai anh này đến tìm một nam một nữ thuê phòng. Nhưng mà... Nè, người đó là vợ của tôi đó. Ừ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra là mấy người phải chịu trách nhiệm đó nghe chưa? Anh ơi, bảo vệ đứng lại. Bảo vệ đâu kìa? Bảo vệ lại, đứng lại, đứng lại. Nghi ơi, có chuyện gì không anh? Xin lỗi, tôi lộn phòng. Đúng rồi, đồ khùng. Nghi ơi, đi ra. Nghi ơi, xin bạn, đưa con anh xuống dưới nước đi. Nghi, còn không, tôi sẽ mời công an tới. Buông ra. Đi, tôi thấy em ta bắt vợ tôi vô đây rõ ràng. Tao, mấy anh định bao che cho ta hả? Đúng rồi đó. Bảo vệ đâu? Đứng đây. Vi ơi, đứng ta xuống. Nghi, dạ. Mẹ anh buông ra. Vi ơi, anh bình tĩnh đi. Nghi, đi. Mà anh xuống. Đừng buông ra. Anh kiếm vợ tôi. Nè, anh xuống dưới đi. Đi cái gì? Anh còn kiếm vợ tôi. Vợ tôi có chuyện gì? Mẹ anh chết với tôi. Nghi ơi, đi. Mời anh. Cậu, nói thiệt cậu. Buông ra. Buông ra. Làm gì vậy? Anh ra. Mày, anh ơi. Đi đâu? Ủa, chuyện gì nữa vậy? Nghi, cậu. Nghi, em sao vậy Nghi? Cậu, đưa đi bệnh viện đi cậu. Nghi bị gì á? Lấy đồ nhanh lên. Đây là kết quả của bệnh viện đưa tới. Cô ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ. Chắc là cô ấy muốn tự tử. Diễn viên á, muốn tự tử là chuyện bình thường. Nhiều khi muốn tự tử để được nổi tiếng kìa. Chuyện cô ấy có muốn tự tử hay không còn phải chờ lời khai của cô ấy nữa. Nhưng chúng tôi yêu cầu anh không được rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Nhưng mà ngày mai á, tôi phải lên Đà Lạt để quay phim rồi. Nếu anh không chấp hành, chúng tôi buộc phải tạm giam anh. Đúng rồi đó. Dạ được. Anh đi qua phòng kế bên đóng phạt. Anh cũng phải đóng phạt. Hả? Tới giờ rồi, nghỉ đi ăn cơm trưa. Dạ. Không biết hôm nay căng tin nấu món gì ăn nữa ta. Thư, đi ăn cơm đi. Dạ. Chưa đi ăn sao em? Anh, dạ chưa. Mới có 11 giờ mà. Đúng là 12 giờ mới là giờ ăn trưa. Nhưng ở đây 11 giờ người ta đi ăn hết rồi. Em đi ăn với anh nghe. Dạ. Anh biết là em đang tìm một lý do nào đó để từ chối anh. Nhưng mà anh cũng có một lý do quan trọng để mời em đó. Lý do gì vậy? Ra quán rồi biết. Đi nghe. Bé Phi là nói với ảnh là chị Nghi không có ở đây nha. Dạ. Kìa con, sao con lại bảo em nói dối? Dạ con quên. Bé Phi là nói với ảnh là chị Nghi mệt nên không gặp ảnh được nha. Dạ em biết rồi.
Tất cả đều tại mình. Tốt nhất là mình không nên gặp lại ai hết. Thôi, con vô nghỉ đi. Dạ. Cảm ơn anh. Bọn ơi, bọn dạ. Ủa, cậu Hai mới lên hả? Ừ. Dạ, có chuyện gì không? Thằng Vũ dạ. Đi học rồi hả? Dạ, em cũng không biết là có đi học hay không nữa. Là sao? Mà thôi, cậu vô nhà đi, chút em kể cậu nghe. Rồi, sao? Từ hôm đánh nhau khách sạn về, cô Nghi không có chịu gặp cậu ba nữa, nên ngày nào cũng đi lang thang từ sáng đến tối mới về tới nhà. Chắc là Nghi buồn, với lại cảm thấy xấu hổ với thằng Du. Có gì đâu mà xấu hổ. Cô Nghi bị gạt, chứ có muốn gì đâu. Nhưng mà nếu như bé Nghi nó không tới chỗ hẹn thì làm sao nó bị gạt được? Trong chuyện này Nghi nó cũng có lỗi. Nhưng mà nếu như thằng Du nó yêu Nghi thật lòng á, thì anh em mình tìm cách giúp nó. Giúp? Ừ. Mà giúp bằng cách nào? Mới về hả? Ủa anh Hai, lên nào vậy? Má khỏe không? Má khỏe rồi. Nè, chuyện của em với Nghi sao rồi? Đang buồn hả? Thằng Bòn lại kể cho anh nữa đúng không? Thì nghe thằng Bòn nói lại vậy thôi, chứ thật hư sao anh đâu biết được, đúng không? Cô luôn cho em cảm giác bất an lo lắng sao. Em cứ nghĩ gì quấy hoài luôn. Giờ là em yêu Nghi thật lòng rồi. Yêu hả? Ừ. Em cũng biết là yêu hay chưa nữa. Khi người ta yêu thật lòng á, mới lo lắng cho nhau, rồi mới thấy thời gian xa nhau nó dài vô tận. Hiện giờ em không có giận Nghi, mà đang tự trách mình đúng không? Dạ, hình như là vậy. Anh cũng hy vọng là mối tình này sẽ giữ chân được em. Cảm ơn anh. Nhưng mà bây giờ Phương Nghi không muốn gặp em nữa. Thì em cũng phải để cho Nghi có thời gian để Nghi vượt qua cú sốc này chứ, đúng không? Thôi, vô tắm rửa đi rồi ăn cơm. Hôm nay thằng Bòn làm nhiều món ngon lắm đó. À, má có gửi gì cho em không? Nhiều nữa là khác. Vô ăn cơm đi rồi biết. Đi. Đây là yến xào thượng hạng, Trang hãy dùng để bồi bổ sức khỏe nha. À, ông tới thăm tôi là tốt lắm rồi, còn quà cáp chi nữa, tôi không nhận đâu. Sao Trang cứ khách sáo với tôi hoài vậy? Những cái thứ này á, có đáng là bao đâu. Trang mà không nhận á, là tôi buồn lắm đó. Dù Trang không thưa kiện, nhưng mà tôi thấy mình có trách nhiệm phải bù đắp lại cho Trang. Tình yêu có khi ta buồn. Ê, mấy bữa rồi dọn cơm ra rồi dọn cơm vô, không biết bữa nay có ai ăn chung với mình không nữa. Có sao không? Cậu ba,
Ngồi đi. Mày nghe bọn hả? Không có biết mời ai xuống ăn cơm hết trơn vậy? Hôm nay á, hết đóng phim buồn rồi hả? Nè, tao cấm. Gì? Không được dùng hai cái từ đóng phim nữa. Sao vậy? Mà nói nào nghe chứ, tao tìm được chân lý rồi, cho nên không buồn nữa. Đó, ít ra là cũng phải vậy chứ. Chứ cậu cứ buồn buồn rầu rầu hoài, làm tôi cũng rầu thúi ruột. À, mà cậu có tính gặp Nghi nữa không? Có chứ, nhưng mà phải tìm cách nào đó để gặp. Hay cậu để tôi hẹn Nghi cho. Nghi tránh mặt cậu chứ đâu tránh mặt tôi đâu. Ê Bồn. Gì? Hồi sáng giờ mày ăn cái gì vậy? Tự nhiên thông minh đột xuất vậy. Trời ơi, tôi giả khờ thôi. Mà thời buổi này á, giả khờ sống lâu hơn người thông minh. Nghi. Nghi. Anh Dũng. Nghi. Bồn ơi, Bồn. Bồn. Hả? Ủa Nghi. Nhìn lên Nghi. Cậu, em không còn Nghi bị sao vậy cậu? Lên cổng em đi nhà thương nha. Đây tôi phụ cậu. Bồn, đỡ Bồn. Dạ. Nghi ơi, cố lên Nghi. Em cố lên, không sao đâu. Cấp cứu, cấp cứu. Xin chào chị. Là mình đến ra. Ủa, y tá ơi. Sao vậy ta? Y tá. Chắc bị tai nạn. Cấp cứu bác sĩ ơi. Cấp cứu, cấp cứu. Chị ơi, cứu người chị ơi. Cô ấy làm sao vậy? Chúng tôi không biết. Mời hai em ra ngoài để bác sĩ vào khám cho bệnh nhân. Dạ. Không biết có gì không nữa. Không sao đâu cậu ba. Không lẽ mình ngồi chờ vậy hoài sao cậu ba? Chứ bây giờ làm được cái gì đâu. Hay Hay gọi cậu Minh tới đi. Dù gì cậu Minh cũng học trường y, nên cũng biết ngay bây giờ nên làm cái gì. Alo, anh nghe là Dung. Alo anh Hai hả? Nghi xảy ra chuyện rồi. Sao? Nghi bị gì? Không biết nữa. Tự nhiên cái Nghi đi không có được. Chân bị sao á? Giờ Nghi đang ở đâu? Ừ, em với Bòn với Nghi đang ở bệnh viện Đông Hoa nè. Anh tới liền đi. Được rồi, được rồi, anh tới liền. Được rồi. Chiết khấu của công ty Hoàng Vũ quá cao, mà nếu chúng tôi á ủy thác xuất khẩu ở bên đó thì chẳng có lời đồng nào hết. Chẳng lẽ giống như chúng tôi làm cực khổ mà để người khác hưởng hết hay sao? Công ty Hoàng Vũ chiết khấu cao là vì chúng tôi đã nhận phần đóng bảo hiểm và các dịch vụ khác đều hoàn hảo. Công ty nào cũng nói như cô á, vậy thì dính vào đi rồi biết. Hỡi ơi thôi. Có thể là các công ty khác nói nhưng mà họ không làm, còn công ty chúng tôi sẽ làm được. Câu đó thì tôi đã nghe cả trăm lần rồi. Bây giờ thì tôi không quan trọng về những lời nói suông, mà tôi chỉ quan trọng về vấn đề giá cả thôi. Nơi nào chiết khấu thấp á thì tôi gửi hàng, vậy thôi. Nè, cô cầm hồ sơ này về á, về nói lại với ban giám đốc của cô á. Nếu mà giảm được giá chiết khấu thấp xuống á thì chúng tôi sẽ ủy thác gửi hàng cho công ty cô, còn không thì thôi. Cảm ơn ông. Chào ông. Chào em. Ủa, anh Đăng, anh tới hồi nào vậy? Anh tới nãy giờ. Anh biết là em gặp khó khăn cho nên là anh đến đây hỗ trợ em đó. Sao? Không được rồi phải không? Đưa cho anh.
Chờ anh một chút nha. Ờ. Chào anh. Chào anh Đăng, mời anh ngồi. Cảm ơn. Tôi đã nói với cô thư ký của anh rồi, là chúng tôi không thể nhận hợp đồng này được, tại vì bên đó chiết khấu cao quá, chúng tôi không thể hợp tác được. Anh thông cảm giùm. Anh cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ chia cho anh một số tiền khá lớn. Tôi nghĩ rằng anh nên suy nghĩ lại, bởi vì đây là hợp đồng lớn và chắc chắn là chúng tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Chúng tôi sẽ đưa cho anh 20%. Nhưng mà thấp lắm, chúng tôi không thể cộng tác với bên anh được. Thôi được rồi, 30%. Tôi nghĩ rằng tôi không làm mất thời gian của anh nữa. Xin phép anh tôi về. À, thôi thôi, được rồi. Từ đây tôi sẽ ký hợp đồng với anh ha. Đây, mong hợp tác vui vẻ. Cảm ơn anh. Chào anh. Chào anh. Sao rồi anh? Mình về thôi. Ờ, anh gỡ được rồi hả? Ừ. Sao anh hay quá vậy? Em muốn biết hả? Cà phê với anh đi. Ủa, nhưng mà mình phải về công ty đã chứ. Ừ, em về công ty có đúng giờ hay không không quan trọng, mà quan trọng là em có làm xong việc hay không. Hiểu chưa? Du, cậu Hai tới kìa. Anh Hai, nghĩ sao rồi? Không biết nữa, nãy giờ vô hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy ra nữa. Để anh vô hỏi coi. Nè. Ủa anh Minh, anh đi đâu đây? Anh muốn hỏi thăm tình hình bệnh nhân này. Cô ấy đang làm xét nghiệm để kiểm tra. Nhưng mà chẩn đoán ban đầu là gì? Thiếu canxi. Ờ. Cô ấy là gì của anh vậy? À, bạn của thằng em anh. À, vậy mà em cứ tưởng. À thôi, anh hỏi vậy được rồi, không làm phiền em nữa. Dạ. Cậu Hai. Anh Hai, nghi sao rồi? Chẩn đoán ban đầu á là nghi bị thiếu canxi, còn làm thêm vài xét nghiệm nữa để nhập viện luôn. Làm tưởng cái gì nặng lắm. Ai vậy? May quá. Ủa mà cậu, có khi nào nghi ăn uống ở trong chùa rồi bị thiếu canxi không? Khùng quá, không lẽ người nào ăn chay á cũng bị thiếu canxi hết hả? Vậy cũng nói được. Thôi cảm ơn Hai nhiều nha. Thôi anh có việc thì anh đi về trước đi, để em với bọn ở đây coi nghi được rồi. Ừ, vậy thôi anh về trước. Hai đứa ở đây có chuyện gì thì gọi anh liền nha. Dạ. Dạ, anh đi ngang. Cậu Hai thì là tốt bụng, ai mà có phước lắm á mới lấy được cậu Hai. Còn ta sao bọn? Thì ai vô phước lắm mới lấy được cậu á. Em thất bại vì em mang tất cả sách vở của em vào công việc, mà thực tế thì không phải như vậy. Đôi khi chỉ cần một kinh nghiệm là chúng ta có thể giải quyết được tất cả công việc em à. Vậy làm sao anh có thể nói để ông ta chấp nhận như vậy được? Anh có thể cho em biết bí quyết được không? Rất đơn giản, anh hạ giá chiết khấu xuống rồi tăng hoa hồng của ông ấy lên. Nếu như tất cả các biện pháp của em dùng mà không có hiệu quả thì em sẽ dùng tiền. Được rồi, để anh đi thuê cái nhà trọ cho em. Nhưng mà cậu Ba, tôi có ý kiến này nè. Hay cậu Ba nói với cậu Hai đi, cho Nghi về nhà mình ở, tôi với cậu thay phiên nhau chăm sóc Nghi. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, với lại ở nhà mình á còn yên tĩnh nữa. Ờ hả? Sao tao nghĩ ra ta? Thôi thôi đi, em thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Có gì đâu mà ngại, cậu Hai tốt bụng lắm á. Ừ, thôi được rồi, để tối nay về. Anh Minh, bài hồi nãy thầy giảng trên lớp em không có hiểu, lát xuống thư viện anh giảng lại giùm em nha. Ừ, được rồi, không sao đâu. Cái thằng lúc nào cũng lo chơi không, không lo học hành hết.
Anh đi lên thư viện trước đi. Dạ. Dạ em đi. Alo, anh nghe nè Trang. Dạ. Em khỏe chưa? Em khỏe rồi. Anh có thể gặp em không? Được. Em ở đâu? Ở đâu tiện cho anh cũng được. Ừ. Vậy hẹn ở quán cũ nha. Dạ. Bác gái sao rồi anh? Mẹ anh khỏe rồi. Tại vì mẹ bị bệnh tim cho nên xúc động mạnh một chút á là dễ xỉu lắm. Còn em sao rồi? Em còn đau chỗ nào không? Em cũng bớt nhiều rồi. Em tính là ngày mai đi làm lại á. Cái gì? Em khỏe thiệt chưa? Đừng có cố sức không có tốt đâu nghe. Anh á giống mẹ em ghê á. Mẹ mới nghe em nói đi làm mẹ cũng sợ vậy á. Nhưng mà ở nhà hoài em thấy mình vô dụng lắm. Bà xin la đó nữa. Em sợ lắm luôn rồi đó. Mọi người mà ép em nữa hả? Em nhảy xong luôn cho mọi người coi. Về hỏi người quen, cô lái đò vừa sang bến tình, về nơi xứ người giàu sang gấm lụa, giữ mãi trong tim. Chị bé bóng... Dạ. Trời ơi, tôi làm không được cái bản báo cáo luôn đó chị. Chị hát ghê quá. Cô nói thì sao chứ. Chứ hồi đó dưới quê á, tôi là giọng ca vàng của ấp tôi á. Nói cho cô biết nha, ông trưởng ấp á, ông mê tôi dữ lắm á. Cái gì? Tôi lên đây ở nè, lạ hả? Ấp tôi mất đi một cây văn nghệ, một thiệt thòi lớn á. Bó tay chị luôn á. Thôi chị đừng có hát nữa, để tôi hoàn thành xong cái bản báo cáo này đã. Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em. Chị bé hay nó... Tôi nói rồi mà, chị để cho tôi làm xong cái bản báo cáo này đi. Chị làm xong chị quét nhà xong chị xuống chị nấu cơm giùm tôi một cái được không? Dạ được, dạ được. Để tôi yên nha. Dạ. Hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu. Ê, anh trộm hả? Nè, vô nhà người ta là phải kêu cửa đàng hoàng nghe chưa? Tôi nói cho biết nha, mất một lần không nữa lần hai nghe chưa? Tôi là đàn bà con gái không dễ ăn hiếp nghe chưa? Nè, nói cho biết nha, chổi lên đầu á, chỗ công cao lắm mà. Nói cho biết nghe chưa? Nè, đứng đó hả? Thật thà gì? Chị biết trả lời hả? Trời chị. Sếp tôi đó. Hả? Dạ chào sếp. Dạ chào sếp. Dạ chào sếp. Em xin lỗi anh nha. Anh khỏi cởi giày. Vô luôn. Giày đẹp mà. Dạ. Anh xin lỗi nha. Hồi nãy tìm cái chuông mà không có, rồi cũng định gõ cửa mà chưa gì hết cô ra cô làm quá trời luôn. Anh thông cảm, tại vì nhà của em á mới bị mất trộm cho nên tụi em phải cảnh giác. Cái gì? Em bị mất trộm hả? Dạ, vô quơ sạch nhà cửa luôn á anh, mà may á chưa quơ luôn em á. Ủa nhưng mà em ở đây với ai vậy? Em ở đây với chị bé đó. Chị đó là người cùng quê với em. Ba em kêu chị lên chăm sóc em từ năm em học lớp 10 đó, mà toàn là em lo lắng lại không à. Không dám đâu. Chẳng qua là lo qua lo lại cho nhau thôi, chứ đâu phải là ai lo cho ai đâu à. Con giận chị vui tính thiệt á. Dạ vui tính lắm. Mà anh ở đây vài ngày á là anh muốn khóc luôn. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Ủa mà sao anh biết nhà của em? Anh có địa chỉ trong lý lịch của em đó. Hôm nay anh tới đây là để giúp em làm báo cáo. Ủa em tưởng bản báo cáo là do anh duyệt. Trước khi đến tay anh thì em phải đưa cho Linh. Mà anh thì không muốn Linh nghĩ không tốt về em. Thôi, mình bắt đầu đi em. Dạ. Đây nè, chỗ này là bị sai rồi đó. Còn cái này phải điều chỉnh lại nè. Tôi sẽ trở thành phụ rể mà phụ rể đẹp nhất thế gian này luôn. Mày phụ rể lùn nhất thì có. Cậu ba này, sỉ nhục tôi giận cậu ba luôn á.
Ô vui quá xa là vui, chàng trai bên gái ai nấy cũng thiệt là vui. Chào quả bưởi. Hai, đang làm gì đó? Đang lên kế hoạch bán hàng cho công ty Hoàng Dũng. Có khó khăn gì không? Không có gì khó khăn hết. Vì anh giám đốc ở đó rất là dễ thương, đẹp trai, lại lo cho mình hết sức chu đáo. Quá bưởi, ganh tị quá đi. Còn chuyện tình cảm của quả bưởi như thế nào? Hình như cô ấy đã có người khác rồi. Xin chia buồn nha. Nhưng biết đâu là quả bưởi suy nghĩ như vậy mà không phải như vậy. Phải cho người ta thời gian chứ. Thư cũng đã có bạn trai. Cuộc hôn nhân mà gia đình sắp đặt cho Dung và Thư chắc là không thành rồi. Không phải gặp một người là có thể có tình yêu đích thực và sẽ yêu liền. Người ta cũng phải quen nhiều rồi tìm hiểu để lựa chọn. Giống như một vườn bưởi, cũng chỉ chọn được ít trái đạt tiêu chuẩn gáp thôi. Mình uống ly nước mát đi mình. Ờ. Mình đi họp có gì mới không? Có gì đâu, cũng ba chuyện bưởi thôi mà. Vậy mùa bưởi tới mình tính làm sao? Cũng chưa biết tính làm sao hết. Mà Hai Thạch nó lên làm chủ nhiệm hợp tác xã rồi. Vậy hả? Ờ. Ảnh làm là đúng quá rồi. Người vừa uy tín lại vừa năng nổ nữa. Nói tới là khen tới tấp liền à. Để coi thử sắp tới nó làm ăn được gì không cái đã. Thôi, bà đi vô đi, bực mình quá. Thiệt, đừng bà, đầu óc nhỏ như con kiến. Con tính đi đâu vậy? Giờ mai con lên thành phố. Lên con khoe với Thư là làm chủ nhiệm hợp tác xã chứ gì. Không vừa vừa, chưa ơn miếng khùng cho tao khùng theo chứ. Ba, khoe gì đâu. Con lên thăm con Thư, lâu quá không thấy nó về nên con sốt ruột. Nói vậy thì được, cho ba gửi lời thăm nó. Dạ. Ba cũng đi ngủ sớm nha, khuya rồi đó. Con cũng đi ngủ đi. Dạ. Dạ gì mà nhìn quanh đi ngoảnh lại chỉ có hai gà trống. Chuyện gì vậy?
Ủa sao anh làm gì mà la rồi tự giật mình vậy? Tôi sợ con gián, rồi nghe giọng nữ ngọt ngào của Nghi á, kêu tên tôi lớn quá rồi tôi giật mình. Chứ Nghi gọi thầm tên tôi chắc tôi xỉu luôn. Anh Bồn cũng vui tính quá ha. Anh Bồn, có gì không cho Nghi làm với? Thôi được rồi, Nghi ngồi đi, tôi làm hết cho. Bồn ơi, có gì ăn chưa? Wow, hôm nay chắc là trời giông bão tố ha. Cậu ba mới thức sớm nha. Bồn. Chào mọi người. Em gì vậy? Mày thấy anh Bồn bình thường mà quần xà lõn ăn sáng không mà bữa nay mặc quần tay áo sơ mi nữa kìa. Hôm nay có con gái trong nhà phải khác chứ. Thôi mời cậu hai, cậu ba đi ăn sáng nha. Khanh mày không? Thôi đợi Khanh hơn ngày không vô ăn sáng, ăn sáng đi. Ăn đi mì nở hết rồi quá. Ăn đi Nghi. Bồn, mì ngon lắm. Đói bụng quá, ăn đi. Ủa, sao em không ăn đi? Em quên. Để em đi lấy ghế. Cái thằng. Ngồi đi em. Lấy ghế đó ngồi trước đi. Dạ. Em tự nhiên mày đi. Mày anh. Thư ơi, Thư ơi, Thư. Ủa ba? Con. Ba lên sóng điện thoại cho con biết trước. Thì bây giờ con cũng biết rồi nè. Ba vô nhà đi ba. Hôm nay con không đi học sao? Dạ con đi thực tập rồi. Con được nghỉ vài ngày để làm đề án đó ba. Ba uống nước đi. Cảm ơn con. Ủa sao bữa nay ba lên thăm con vậy? Hôm nay trước ba lên thăm con coi con có khỏe không. Sao ba cũng có chuyện muốn hỏi con? Con phải hỏi ba chứ sao ba lại hỏi con. Vậy con hỏi ý kiến của Quả Bưởi con sao? Ảnh cũng quan tâm tới Bưởi lắm ba. Quả Bưởi? Quả Bưởi là gì? Là bạn con hả? Dạ. Anh ấy học trường khoa học tự nhiên ngành sinh học. Anh ấy cũng rất là muốn cải tạo vườn bưởi nhà mình. Nhưng mà Quả Bưởi ở đâu? Ở đâu con cũng biết nữa. Nhưng mà có lẽ là người miền Tây. Vậy con cứ liên hệ với cậu ấy đi. Hy vọng sẽ tìm được hướng đi cho trái bưởi. Đẹp quá à, nhìn giống quá à. Ê, hả? Ảnh. Ai? Ai vậy? Anh Du. Anh Du. Ủa, Phượng hả? Đi đâu vậy? Phượng đi lên Sài Gòn chơi. Nhưng mà tình cờ Phượng đi ngang qua đây nè. Rồi Phượng thấy anh. Thôi mà đi uống nước nha. Trời, sao mà đi được? Tôi đang học mà. Ủa, sao anh lại học vẽ? Anh, sao Phượng nghe nói là anh học tin học mà. Thì tôi giỏi quá. Tôi học hai ngành luôn được không? Anh nói xạo. Học một trường anh còn không có thời gian. Mà anh nói là anh học hai trường. Định gạt Phượng hả? Thôi đi, Phượng hỏi nhiều quá. Sao? Dạo này dưới quê á, còn uể oải gì không?
thì cũng thỉnh thoảng thôi. Tại vì không có gặp ai được hơn anh Phi Du hết á, nên thả nhà còn hơn. Trời ơi, kìa coi kìa, xạo bà cố luôn. Xung quanh Phượng á, lúc nào á cũng một đống vậy tin, làm như tôi không biết gì đó. Thì từ lúc quen anh á, thấy mấy thằng con trai trong làng đâu có ai bằng anh đâu. Thôi đi Phượng ơi, Phượng đừng có thả mồi bắt bóng nữa. Trời ơi, trên đời này thiếu gì người tốt hơn tôi. Mà anh có bạn gái chưa? Anh có thích ai không? Có đang để ý cô kia kìa. Trời ơi, dịu dàng dễ thương lắm luôn, không có dữ. Ý anh nói là Phượng dữ đúng không? Ai nói là Phượng dữ hồi nào đâu. Chỉ có điều á, Phượng không có hiền thôi. Anh dám nói vậy hả? Nói cho anh biết á, là hả, Phượng sẽ giữ lại anh bằng bất cứ giá nào. Không lấy được Phượng thì anh không lấy được ai hết. Phượng đi, trễ giờ rồi Phượng ơi. Bà về trước đi. Thôi vậy bà ở đây, tôi đi về. Thưa anh em về. Thôi Phượng về luôn đi. Tôi giải sách xong rồi, giải xong rồi tôi cũng về. Anh cứ chờ đó, tôi sẽ không bao giờ buông tha anh một cách dễ dàng như vậy đâu. Ê bà ơi, chờ với, tôi đâu có biết được. Nghi đi nhanh bọn. Nghi đi đâu vậy? Nghi tới trường mỹ thuật. Nghi cũng nên đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành, để cho đỡ bệnh. Vậy Nghi đi nha. Anh Du. Ủa, sao biết tôi không ở đây mà tới tìm vậy? Thì em hỏi cái là biết liền à. Kim tôi có chuyện gì không? Nói lẹ đi, tôi gấp lắm. Hả, tặng anh nè. Gì đây? Bộ cọ với màu xịn luôn á. Cảm ơn Phượng, nhưng mà tôi không nhận đâu. Thôi anh nhận đi cho em vui. Tôi với Phượng á không còn là gì của nhau đâu. Tôi lấy đâu, Phượng cầm về đi. Nhưng mà em còn tình cảm với anh mà. Thôi mình làm lại từ đầu nha. Cô ấy là ai mà nói chuyện thân thiết với anh Du như vậy? Phượng hãy quên tôi đi. Tôi không muốn bản thân mình á có một quá khứ không đàng hoàng như lúc trước nữa. Tôi không muốn làm tổn thương người con gái khác. Em cũng đã tìm hiểu rồi. Anh thích cái con người mẫu khỏa thân đó đúng không? Cô ta có gì để mà anh thích chứ? Tôi thích ai là chuyện của tôi, mặc kệ tôi. Cô cầm này về đi. Nhưng mà anh Du, em thật lòng thích anh mà. Cô ta có gì hơn em? Anh nói đi. Lòng tự trọng, nhân cách. Cô ta hơn Phượng vậy đó được chưa? Được rồi, anh tưởng như vậy là hay lắm á hả? Tôi hận anh. Mẹ già như chuối trên cây, gió lây mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió... À, chết cha, quên. Alo, alo, cậu Minh ơi, sáng nay á cậu đi làm mà em quên nói cậu chuyện này. Thì nói đi. Dạ, tại em phải về quê gấp, ngày mai á đám giỗ của má em rồi. Ừ, thôi vậy em về đi. Dạ, cậu ơi. Vậy cậu nhờ Nghi á nấu cơm giùm em một buổi nha, chiều mai là em về tới rồi. Ừ, được rồi, em cứ về đi, để đó anh lo. Dạ, dạ, cảm ơn cậu. Mai mà nhờ cái ông Thạch Xanh này á, chứ nhờ cái ông Lý Thông kia á, bảo đảm là bị chửi liền. Mày về quê để mày trốn việc hả mày? Bây giờ tao tạm thời tha cho mày đó, nhưng mà mày về quê á, mày nhớ á, xin tiền ổng bả giùm tao nha. Hay ghét. Em làm tốt lắm. Vậy mà anh làm được hết hồn à. Lần này em tiến bộ hơn lần trước đó. Nhưng mà còn một điểm thiếu sót. Điểm gì hả anh? Bây giờ anh không nói đây được. Tại sao? Đi ăn trưa với anh đi, rồi nói cho em nghe. Dạ hay thôi, không được đâu. Sao vậy? Tại em cứ ăn của anh hoài, em thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Trước sau gì em cũng trả cho anh mà. Làm sao anh?
Thì sau này em sẽ trở về làm việc cho công ty Hoàng Vũ. Lúc đó em tha hồ mà trả nợ anh. Thì vô tư. Chúng ta phải vô tư như con nít. Càng lo là càng mau già. Nghi, em sao vậy? Chết rồi. Để đó anh dọn cho. Để em. Em qua đó nghỉ đi. Cảm ơn anh. Em chưa được khỏe, cứ nghỉ ngơi đi. Làm việc chi vậy? Du ơi, xuống ăn cơm nè. Dạ. Cha, thơm ngon quá ha. Ủa sao bể tô vậy anh? Anh hậu đậu quá. Không phải ảnh đâu, tại em á. Ủa, đồ ăn này anh nấu hết luôn đó hả? Không có, bé Nghi nấu đó. Em nấu? Trời, ngạc nhiên chưa? Ủa, con thằng bọn đó rồi anh? Nó xin phép về quê đám dỗ má nó. Cái thằng nó bịa lý do ra để mà nó trốn đi chơi đó, em biết đó mà. Ủa mà sao lần này nó về dưới, nó không thông báo cho em biết tao? Báo cho em làm gì? Để em xin tiền ba chứ gì. À Nghi, hồi sáng em nói với anh á là lên trường mỹ thuật chi vậy hả? Em tới đó làm gì? Em định xin đi làm lại. Không, tuyệt đối không. Em dẹp cái ý tưởng mà quay gì đó làm việc lại đi. Anh không thích. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Chứ đang mệt mà. Còn chuyện đi làm từ từ rồi tính. Tại ở nhà em thấy buồn quá nên. Buồn cái gì mà buồn? Nếu mà em buồn á thì anh sẽ đi mua sách về cho em đọc. Hoặc á lại mở máy tính lên, em lên mạng, em chơi game. Thiếu gì chuyện vui. Tuyệt đối anh không cho em quay trở về đó làm việc lại đâu. Nghe rõ chưa? Thôi, tự nhiên la người ta. Hai đứa ăn cơm đi. Dạ, anh ăn cơm. Ăn cơm đi. Này ăn cơm đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? Hay là em đã làm gì sai hả? À không, em không có làm gì sai hết. Anh muốn nói về bệnh tình của em kìa. Bệnh của em? Ừ. Anh nghĩ không đơn giản là thiếu canxi đâu. Anh nghĩ em nên tới bệnh viện khám lại lần nữa. Không phải anh nói để cho em lo lắng, nhưng mà phòng bệnh vẫn tốt hơn. Tay của em bị yếu, anh nghĩ là có liên quan tới hệ thần kinh. Không có đâu, em thấy đầu óc của em cũng bình thường mà. Liên quan tới hệ thần kinh không phải là bị tâm thần, mà là từ hệ thần kinh. Nó kiểm soát toàn bộ hoạt động của cơ thể, trong đó có hệ vận động nữa. Tay em không hoạt động bình thường được á, anh nghĩ là liên quan tới hệ thần kinh. Em hiểu, nhưng mà chắc không cần đâu. Tại em thấy mình cũng đỡ nhiều rồi. Ừ, tùy em thôi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà.
Mấy cậu trở anh khỏe không? Dạ khỏe ông. À, tụi nó học hành sao rồi? Trời, học hành thì cậu hai khỏi nói rồi, cậu ba thì xiên khỏi chê luôn. Từ sáng học tới chiều, chiều đi dạy người ta, về nhà học tới khuya 2-3 giờ sáng, ngủ chút xíu sáng thức dậy đi học tiếp. Trời ơi, dữ vậy hả? Trời ơi, xiên gì mà xiên dữ vậy? Ăn học kiểu đó chết nhỏ rồi. Dạ xiên lắm. Cậu ba nói kỳ này là phải đổ thủ gì? Thủ đất hay thủ giờ một? Thủ khoa má ơi. Dạ đúng rồi, ông thông thái quá, thủ khoa. Cái gì? Cháu tôi đòi đầu tới thủ khoa lận hả? Dạ. Đó, mày thấy chưa? Mày hở răng chút là chửi nó hà. Dạ. Bây giờ thấy nó ngoan chưa? Thằng thiệt. À, mà con nhà Tông mà, không giống lông cũng phải giống cánh chứ má. Dạ. Thôi để ngày mai con ra ngân hàng gửi thêm cho nó ít tiền để mua máy móc. Ừ, phải đó, phải đầu tư cho nó chứ. Mai mốt bay lấy lại mấy hồi. Dạ. Chào cô. Dạ chào bác. Bác cần gì ạ? À, tôi muốn gửi tiền cho con trai tôi. Bác điền thông tin vào đây. Dạ dạ. À, trời đất ơi, nó chết rồi. Tôi bỏ quên cái kiến ở nhà. Thôi nhờ cô ghi giùm tôi hen. Dạ. Nè, bác đọc tên và địa chỉ giùm con luôn. Coi thử con, coi chương trình nào hay á, mẹ mua cho con. Con trai tôi nó tên là Nguyễn Phi Du, nhà ở Mỹ Hòa. Dạ. Dạ, cháu chào bác. À, chào cô. Ờ, mà cô là... Dạ, cháu là Phượng, bạn của anh Du á bác. À, cô Phượng lò gốm ở sông Cổ Chiên đây hả? Dạ. À, té ra là cái người té sông mà bắt con tôi cưới đây mà. Ông nói gì kỳ vậy? Con tôi bắt con cưới hồi nào? Rất là tiếc, là bởi vì con tôi nó học cao quá. Nó đang học ở trên cái học viện ních gì đó, về quốc tế di tính á, ở trên Sài Gòn lận. Nè, thành ra nó đâu thể cưới cô này. Dạ thưa bác, anh ấy hiện tại không phải là đang học ở cái trường quốc tế di tính gì đó mà bác nói. Hiện tại anh ta chỉ là một sinh viên ở một trường vẽ rất là bình thường. Thôi đi, cô đừng ăn nói bậy bạ. Tính biêu xấu con tôi hả? Nói cho cô biết, tôi đang gửi tiền lên cho nó nè, mua thêm máy móc để học đó. Mà không chừng nó không học dở đâu nghe, nó học rất giỏi đó. Thậm chí nó còn dạy thêm học sinh nhiều lắm luôn đó nghe. Nếu mà bác không tin cháu, bác cứ lên trển mà kiểm chứng. Không chừng khi mà bác lên trển á, bác sẽ được ẩm về thêm một đứa cháu nội đó thì sao? Cô nói cháu nội hả? Cháu nội nào? Nè nè nè, cô nói vậy là có ý gì hả? Thì anh Du đang quen với một cô người mẫu khỏa thân. Hai người sống chung với nhau á, thì chẳng phải chẳng bao lâu là bác sẽ có cháu nội sao? Tôi không có tin đâu. Còn thằng anh nó, thằng Minh nó trển làm cái gì hả? Chẳng lẽ nó để em nó làm vậy sao? Thì anh em của họ cùng một ruột với nhau hết cả đó bác ơi. Rồi cả thằng Bòn nữa. Bốn người họ đang sống hạnh phúc với nhau với một mái nhà. Có khi nào nó nói thiệt không ta? Dạ bác ơi, bác đọc giúp địa chỉ giùm con. Thôi thôi thôi, cảm ơn cô. Cô gửi dùm cái giấy đó cho tôi đi. Dạ. Tôi không gửi tiền nữa. Trời ơi, nè nè nè, cái gì vậy? Thằng quỷ, mày khùng hả? Tự nhiên mày về đây mày đập cái di tính của tao, mày khùng hả? Có gì từ từ nói đi mình. Tôi đập ra cái di tính này đi. Từ nay trong nhà không ai được nói cái từ di tính, di tiết gì nữa hết, nghe chưa? Mà mắc cái chân gì? Tự nhiên mày đùng đùng về đập đồ là sao? Tại vì cái thằng trời đánh nó bôi cho trét trấu vô mặt tôi rồi. Thằng nào? Thằng nào nó bôi vô mặt mày hả? Thằng nào? Thằng Du á. Nó gạt hết cả nhà này rồi. Thằng Du. Thằng Du nó gạt sao mình? Trời ơi là trời. Nó gạt cái gì? Nó đi học vẽ mà nó dám nói là nó đi học di tính. Bây giờ tôi làm sao dám giác mặt ra ngoài đường gặp ai nữa chứ. Ai à?
Nghe má nói nè, chuyện lỡ rồi, con làm rùm beng lên á, bà con chòm xóm người ta nghe được người ta cười thôi chứ tốt đẹp gì con. Vậy chứ má nói con phải làm sao? Cái chuyện xấu này làm sao mà giấu được chứ? Nhất là cái con Phượng mất nết ở bên Lò Gốm á, trước sau gì nó cũng sẽ trả thù. Nó đem cái mặt con ra nó bêu khắp xóm nè. Hả? Phen này có nước con chui luôn xuống dưới đất á, con trốn luôn nè. Trời ơi, già hai thứ tóc rồi mà còn bị con nó lừa nữa nè. Chết cha, không lẽ ông biết hết rồi sao? Thằng Bọn. Hả? Bọn nó đâu rồi? Ôi, cháu là Thường Sách. Bọn ơi, Bọn, mày rút ở đâu rồi Bọn? Bọn à, thằng quỷ sứ này gọi rác cổ họng mà nó biết đi đâu rồi. Trời ơi, thôi đi, mày làm y đùng như vậy á, nó sợ mất vía chạy mất tiêu rồi ở đó đâu mà kêu. Thôi đi mình, từ từ rồi tính, chứ mình la hét sùm vậy cũng đâu giải quyết được gì đâu. Mà lần trước tôi lên thăm nó, thấy nó dạy di tính cho người ta mà. Đó, thấy chưa, chính mắt con nhìn thấy nó dạy di tính cho người ta. Thì nó đâu có làm gì mà sai đâu. Con Phượng nó ghét gia đình mình á, nó đôm đặc vậy đó chứ thằng Dung dám làm đâu con. Đúng rồi đó mình. Má nói đúng, chứ tôi nghĩ thằng Du không dám làm vậy đâu. Thôi bỏ đi con, mai mốt thằng ba nó về cái hỏi nó cái biết liền hả. Mời mốt cái gì, ngày mơ con lên liền coi đúng vậy hay không. Thôi đi chi con. Phải đi chứ, con Phượng nó còn nói là thằng Du á dắt cái con nào về ngủ chung nữa kìa. Hả? Mình nói sao, thằng Du nó dám dắt con gái về ở trong nhà nữa hả? Trời đất ơi, thằng quỷ nó làm vậy đó hả? Bởi vậy á, ổng lên liền mơi mốt nó sanh con đẻ cái một đống ở trển là làm sao. Đúng rồi. Cái chuyện gì má không nghe con chứ, chuyện này con làm đúng á. Con lên trển đi, con lôi đầu nó về đây cho má. Trời đất ơi, nó có hôn ước rõ ràng mà, nó đâu có được quyền làm cái chuyện bậy bạ đó được. Con kêu nó về chứ dứt khoát không lấy con gái hay thạch đâu á. Ủa gì kỳ á? Chết rồi cậu ba ơi. Cậu ba. Cái gì vậy Bọn? Bị giật túi hả? Bà ơi, ai đâu mà giật túi xanh của tôi, có mấy bộ đồ rách ai mà thèm giật. Vậy có chuyện gì vậy anh Bọn? Trời ơi, em đừng có lo. Thằng Nguyên Bọn này là chuyên gia phóng đại sự việc lên đó. Cái chuyện có chút xíu à, tao làm cho tao đùng lên luôn. Trời ơi, ông sắp lên rồi kìa. Mày ba tao lên. Mày về mày nói xấu gì với ba tao để ổng lên đây vậy hả Bọn? Tôi nói xấu gì vậy cậu? Tôi nói tốt với cậu thì có. Không biết hồi sáng nay á, ai nói gì với ba cậu á, rồi ba cậu về nhà la rùm beng lên, tôi mới chạy lên đây để báo cho cậu biết nè. Vậy bác có nói là khi nào lên không anh Bọn? Tôi không biết nữa, nhưng mà tánh của ông á, nói là làm liền à. Chắc có lẽ là tối nay hoặc là sáng mai á. Giờ tính sao cậu? Tao cũng không biết nữa, bây giờ chờ anh hai về rồi tính. Kỳ này lớn chuyện rồi, tính sao giờ má? Mọi chuyện cũng tại thằng hai hết á. Ngay từ đầu á, con nó muốn học trường gì là cho nó học trường đó đi, không ép buộc đó. Bây giờ có ra cái giống gì đâu. Tính của anh nào giờ vẫn vậy, có chịu nghe ai nói bao giờ đâu. Anh Minh và mọi người đừng lo lắng nữa, Nghi sẽ về chùa ở, vậy là không còn rắc rối gì nữa đâu. Cái gì mà về chùa ở? Em về đó rồi ai chăm sóc cho em? Với lại em đâu phải là trẻ mồ côi đâu. Hay mình mướn nhà trọ cho Nghi ở tạm vài ngày đi. Thôi, theo anh thì Nghi cứ ở đây đi, anh sẽ có cách nói chuyện với ba anh. Còn cái chuyện còn học mỹ thuật nữa, cái chuyện đó mới là cái chuyện ông nổi trận lôi đình đó. Thì bất quá, tao ôm mấy dàn máy vi tính gì đây, tao dạng trận ra giống bữa trước vậy đó. Vậy là dụ được ba tao rồi. Giờ này mà em còn giỡn được hả? Cũng tại em mà ra hết á. Ừ, cũng tại em hết á. Nếu mọi người sợ thì được rồi, để mình em đứng ra nhận lỗi. Ý anh không phải là như vậy, mà anh không muốn tụi mình cứ suốt ngày kiếm cách để nói dối ba. Anh không có thích. Em sao vậy, không khỏe hả?
Em thấy hơi mệt, xin phép mọi người em vào nghỉ trước. Được rồi, để anh đưa em lên. Không cần đâu, em đi được mà. Không cần gì mà không cần, leo cầu thang nữa kìa. Đi. Thôi em nằm nghỉ luôn đi. Thôi được rồi, cảm ơn anh nha. Trời, bà đặt cảm ơn nữa, khách sáo quá. Em buồn ngủ rồi, hay anh xuống với mọi người đi. Em nghỉ ngơi đi hả? Vì yêu em mà anh gặp những điều không hay. Em không muốn như vậy đâu. Thank you.